Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Chung tay cải cách thủ tục hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, hiện nay nhiều hộ dân hoạt động kinh doanh chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc đăng ký hộ kinh doanh. Khi bị các cơ quan chức năng phát hiện, những cơ sở kinh doanh này sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Vậy thủ tục đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện như thế nào? Các loại thuế phí mà hộ kinh doanh phải có nghĩa vụ với nhà nước ra sao? Trước hết, mời quý vị cùng theo dõi một tình huống của chương trình. Chán công tài này thế chứ Lị. 12 rưỡi rồi mà chưa chịu về ăn cơm. Chào ba, tôi về rồi đây. Sao giờ này ông mới về? Thì tôi đã bảo rồi, bà cứ ăn cơm trước đi, mà cứ đợi tôi làm cái gì. Nhà có mỗi hai vợ chồng già, người ăn trước, người ăn sau làm sao được. Hôm nay là đông khách quá, mình mở cái cửa hàng xe đạp đúng vào đầu năm học, nhiều người là coi như mua xe về cho con. Đấy, cứ cái đà này ấy, là mình phải nhập thêm hàng về để mà phục vụ mới đủ đấy. À, mà này, thằng Biên lúc nãy nó gọi điện về cho tôi. Nó hỏi là bố mẹ đã đăng ký hộ kinh doanh chưa đấy? Ồ, hay nhỉ. Mình thì mua bán mấy cái xe đạp cũ, việc gì mà phải đăng ký. Mà mình có làm ăn phi pháp gì đâu mà sợ gì ai. Không phải đâu ông ạ. Thằng Biên nó bảo tôi, mình mở cửa hàng ra là phải đăng ký kinh doanh rồi, không thì phạm pháp đấy. Bây giờ á, người ta bán hàng trên mạng ấy cũng phải nộp thuế ầm ầm ra kia kìa. Ừ, bà nói thì cũng phải. Mà đã kinh doanh thì là phải nộp thuế. Thế mà trước hết thì mình phải đi đăng ký với nhà nước đã. Chứ mình mà không nộp thuế thì người ta lại bảo mình làm ăn bất chính với bà nhỉ. Đúng rồi ông ạ. Mình khai trương cũng được 3 ngày rồi. À này, mai ông mà ra đi đăng ký ngay đi nhá. Chứ không thì họ lại phạt đấy. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đi đăng ký. Thôi, ăn cơm đi bà. Trong tình huống vừa rồi, ông Tài mở một cửa hàng buôn bán xe đạp nhưng chưa nắm rõ luật nên chưa đăng ký kinh doanh. Ông cho rằng mình không kinh doanh gian lận nên không cần thực hiện khai báo với ai. Vậy trong tình huống này, ông Tài cần phải làm gì để việc kinh doanh đúng pháp luật? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc phỏng vấn với luật sư về vấn đề này. Những điều cần lưu ý khi đăng ký hộ kinh doanh. Khi đăng ký kinh doanh dưới dạng hộ kinh doanh thì mọi công dân Việt Nam mà từ đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc là các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký doanh. Như vậy ở đây thì chúng ta nhấn mạnh là gì? Thứ nhất là cá nhân và thứ hai là hộ gia đình đều có quyền đăng ký kinh doanh, thì rằng là hộ kinh doanh. Và hộ kinh doanh thì mỗi cá nhân hoặc là hộ kinh doanh thì chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Về mặt nguyên tắc thì mọi hoạt động kinh doanh thì đều phải đăng ký. Tuy nhiên trong một số trường hợp sau đây thì cá nhân hoặc là hộ gia đình thì không phải đăng ký kinh doanh. Ví dụ như là hộ gia đình sản xuất nông lâm ngư nghiệp, hoặc là làm muối, hoặc là những người bán hàng rong, hoặc là những người kinh doanh lưu động, hoặc là làm dịch vụ mà có thu nhập thấp, trừ những cái trường hợp các cái hoạt động mà kinh doanh trong cái lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Khi đăng ký kinh doanh dưới hộ kinh doanh thì chúng ta cần phải đặt tên. Và cái phần tên của hộ kinh doanh thì lưu ý là gì? Bao gồm hai phần. Phần thứ nhất là phần loại hình, thì đó cụ thể nó là chữ hộ kinh doanh. Và thứ hai nữa là tên riêng của hộ kinh doanh, ví dụ như là hộ kinh doanh XYZ chẳng hạn như thế. Khi mà nộp hồ sơ thành lập đăng ký hộ kinh doanh thì cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối nếu như là cái tên đăng ký kinh doanh nó vi phạm những cái quy định mà pháp luật không cho phép. Ví dụ như là sử dụng từ ngữ hoặc là ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc, hoặc là sử dụng các cái cụm từ, các cái thành tố mà nó thể hiện cái loại hình doanh nghiệp, ví dụ như là công ty, là doanh nghiệp, để mà đưa vào cái tên của hộ kinh doanh. Tên riêng của hộ kinh doanh
thì không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện. Chúng ta lưu ý là đăng ký hộ kinh doanh thì giới hạn trong cái phạm vi cấp huyện, nên trên thực tế là giữa các huyện cùng tỉnh hoặc là khác tỉnh khác nhau thì vẫn có thể có những cái trường hợp là trùng tên với nhau. Tuy nhiên trong huyện, phạm vi một huyện thì không được phép trùng tên. Về địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh thì thứ nhất là hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm. Thứ hai là địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh có thể là nơi đăng ký hộ khẩu hoặc là nơi đăng ký tạm trú, hoặc là địa điểm mà cá nhân hoặc là hộ gia đình thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua, giao dịch. Tuy nhiên vẫn đặc biệt lưu ý là những cái nhà tập thể, nhà chung cư không đảm bảo cái điều kiện thì sẽ không được chấp nhận làm cái địa điểm để mà đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh. Đối với hộ kinh doanh muốn chuyển kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để mà đăng ký hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh muốn chuyển kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh. Về phần ngành nghề kinh doanh thì hộ cá nhân, hộ gia đình khi muốn đăng ký hộ kinh doanh thì được quyền tự do lựa chọn các cái ngành nghề kinh doanh và phù hợp và các cái mục tiêu để đăng ký. Mà kể từ thời điểm mà hộ kinh doanh được thành lập, tức là được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, thì chỉ được kinh doanh những cái ngành nghề mà đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với những cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật thì hộ kinh doanh chỉ được phép kinh doanh khi đáp ứng đầy đủ các cái điều kiện theo quy định của pháp luật. Cái điểm lưu ý cuối cùng nữa đấy là về quy mô. Thì như chúng ta đã biết thì hộ kinh doanh có quy mô nhỏ, nên nếu như cái số lượng mà người lao động mà vượt quá 10 người thì chủ cơ sở kinh doanh có nghĩa vụ phải đăng ký thành lập doanh nghiệp. Và như vậy chúng ta hiểu là hộ kinh doanh thì được sử dụng lao động là không quá 10 người. Trình tự thực hiện đăng ký hộ kinh doanh. Về trình tự thủ tục mà đăng ký hộ kinh doanh thì chúng ta lưu ý một số các cái điểm sau đây. Thứ nhất là về mặt hồ sơ, thì trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì chúng ta thứ nhất là có giấy đề nghị và đăng ký hộ kinh doanh theo mẫu mà do nhà nước quy định. Thứ hai nữa là bản sao chứng thực thẻ căn cước của công dân hoặc là chứng minh nhân dân hoặc là hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh và người đại diện hộ kinh doanh. Tài liệu tiếp theo đó là bản sao hợp lệ, biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh. Trong trường hợp đó là hộ kinh doanh mà bao gồm cả cái nhóm những cái người kinh doanh với nhau. Về mặt trình tự thủ tục thì cá nhân, nhóm các cá nhân hoặc là người đại diện hộ gia đình nộp một bộ hồ sơ đến phòng tài chính kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện mà nơi dự định đặt cái địa điểm kinh doanh. Thì chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra hồ sơ và trao giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn kết quả cũng như là cái thời gian mà sẽ trả kết quả. Thì đến thời hạn thì đã ghi tại cái giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì người nộp hồ sơ đến trực tiếp tại phòng tài chính kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh để nhận cái giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Thời gian hiện nay theo quy định là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trong thời hạn là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ cái nội dung cần sửa đổi bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh. Nếu sau 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc là không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ hộ kinh doanh thì người nộp đơn, người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo. Các loại thuế phí hộ kinh doanh phải nộp. Khi đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh thì chúng ta cần phải lưu ý một số cái vấn đề liên quan về thuế phí cụ thể như sau. Thứ nhất là đối với hộ kinh doanh mà có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống, có hai vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Để thứ nhất là gì, thuế một bài thì chúng ta được miễn. Thứ hai nữa là cũng không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Như vậy là đối với nhóm đối tượng này thì chúng ta không phải nộp các cái khoản phí lệ phí nào cả. Đối với đối tượng thứ hai, tức là những cái hộ kinh doanh mà có thu nhập mà hàng năm trên 100 triệu đồng
thì chúng ta phải nộp ba cái loại. Thứ nhất đấy là loại phí môn bài, thứ hai nữa là thuế giá trị gia tăng, và thứ ba là thuế thu nhập cá nhân. Thưa quý vị, trong những năm qua, hộ kinh doanh vẫn là bộ phận đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Chúng tôi hy vọng chương trình ngày hôm nay đã mang lại cho quý vị những thông tin hữu ích về thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, cũng như những loại thuế, phí hộ kinh doanh phải có nghĩa vụ với nhà nước. Đến đây, chương trình Chung tay cải cách thủ tục hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên được bảo trợ truyền thông bởi Sở Tư pháp Hưng Yên cũng xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại!